Còn không đầy 10 ngày nữa thì ngôi nhà của em Trần Ngọc Lan Hạ sẽ hoàn thành. Đây không chỉ là ngôi nhà để che mưa nắng, mà đó còn là cả một ước mơ từ mấy thế hệ nay của gia đình em. Điều ấm áp là ngôi nhà ấy được tiếp sức từ biết bao tình cảm, sự chân thành sẻ chia của đông đảo sinh viên trường Đại học Đồng Tháp. Mô hình ngôi nhà 5.000 đó là sáng kiến của đoàn viên sinh viên trong việc hỗ trợ đoàn viên sinh viên vượt qua những khó khăn trong học tập. Bởi ý nghĩa của nó, một là tập hợp sức mạnh đại đoàn kết của tất cả sinh viên toàn trường. Thứ hai là tạo một cái nguồn động lực cho cá nhân sinh viên đó được an tâm học tập, cũng như là góp phần cho xã hội giảm trong cái việc xóa đói giảm nghèo. Năm nay em Trần Ngọc Lan Hà đang học năm 3 khoa Sử địa và Giáo dục Chính trị trường Đại học Đồng Tháp. Hoàn cảnh gia đình thiếu thốn, bà nội và ba em đều mang bệnh, mất sức lao động, nơi ở xuống cấp, lụp xụp, luôn trong tình trạng nắng rội, mưa dột. Song Hà vẫn vượt qua khó khăn, luôn chăm chỉ học tập và chu toàn việc nhà. Thấy được sự nỗ lực của em, nhà trường đã tìm đến để hỗ trợ. Sắp được ở trong ngôi nhà mơ ước, gia đình và em không khỏi ngỡ ngàng trong sự vui mừng, hạnh phúc. Cái ngôi nhà này là cũng từ quyên góp, từ những số tiền của các bạn đoàn viên để quyên góp lên ngôi nhà tinh thần này để giúp đỡ cho em. Thì em sẽ cố gắng để học tập thật tốt, để không phụ lòng những các bạn đoàn viên cũng như là đoàn trường, đoàn phường để giúp đỡ cho em. Với 5.000 đồng, đôi khi chúng ta chỉ có thể mua được một món đồ nho nhỏ. Nhưng với cách làm của các bạn sinh viên trường Đại học Đồng Tháp, lại cho ta thấy giá trị 5.000 thật lớn lao. Không chỉ tạo sự lớn mạnh về tinh thần đùm bọc, đoàn kết, mà với việc tạo mô hình hay cùng ý nghĩa thiết thực mang lại, đã góp phần hun đúc động viên tinh thần vượt khó, vươn lên của nhiều thanh niên, sinh viên ở Đồng Tháp. Em thì chỉ có phụ những công việc lặt vặt như là khiêng gạch hoặc là bưng bê những cái gạch hoặc là nước nôi này kia cho các bạn nam làm những cái việc nặng. Là cảm giác của em rất là vui vì tụi em có thể góp phần công sức của nhỏ của mình để cho bạn có một cái ngôi nhà thật là ấm cúng và hạnh phúc với gia đình. Ra đời từ năm 2010, ban đầu có tên gọi là ngôi nhà 3.000 đồng. Tuy nhiên với vật giá leo thang, ngôi nhà 3.000 đồng được nâng thành ngôi nhà 5.000 đồng. Dù chỉ là số tiền nho nhỏ từ sự đóng góp tự nguyện hàng tháng của các bạn sinh viên, nhưng tích tiểu thành đại. Đến nay, mô hình đã xây cất mới được 54 ngôi nhà ở khắp các nơi trong và ngoài tỉnh, với tổng giá trị gần 1,5 tỷ đồng. Cũng thực hiện được nhà trường hỗ trợ, đến nay ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Chính, ngụ khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, đã được khang trang, ấm áp hơn. Khi an cư, gia đình an tâm lao động sản xuất, được công nhận thoát nghèo. Riêng con gái bà cũng đã ra trường có việc làm ổn định. Mừng lắm. Tạm như mưa gió rồi không có sợ như hồi xưa, sợ sạt cho đời. Mừng dữ lắm, mừng luôn. Thì giờ mình bằng ăn nó tự tự khuất lên nè. Nó không còn như hồi đó nữa. 5.000 đồng có thể là rất là nhỏ, nhưng mà nhiều bạn chung tay lại thì có thể giúp được rất nhiều cho các bạn sinh viên đối với cái hoàn cảnh khó khăn. Tạo điều kiện cho các bạn, gia đình các bạn có thể an tâm trong việc sản xuất để các bạn học tập. Mời các đồng chí, quý vị quan tâm theo dõi và giới thiệu những tấm gương người tốt việc tốt đến chương trình của chúng tôi qua địa chỉ email ngườitốtviectot.thnd@gmail.com hoặc gửi thư về địa chỉ Phòng Xây dựng Đảng, Truyền hình Nhân dân, 71 Hàng Chống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.